tới chợ rồi. Đây mấy người này bữa nay cũng mua bông nữa nè. Đó, hai người đó mua bông. Vô Costco tiếp. Đây. Rồi đi chợ ăn thịt. Thịt ba loại ha. Nhưng mà nó không có da mà nó mỏng quá. Nó khỏi không? Đang lựa thịt về kho. Chắc cho nghỉ Tết bớt hay gì mà. Qua đây xem có cái gì không. Bánh quầy này. Ô mua bánh lan này được nè. Mua về cho anh ghi đồ ăn. Mấy đồng đây không thấy nữa. Đây. Cái hộp có cái nhân. Đây là các bạn. Không thấy giá. Đây nè. Bánh này ăn ngon lắm. Thấy không? Bánh này ngon lắm, nó có hai loại. Cái loại có nho và cái loại không có nho. Để lấy cái loại có nho. Để đi xem mà còn cái gì nữa không. Còn cái gì ăn nữa không. Bò xay. Đây nè, đây có bán bánh sinh nhật đó nè. Có bộ ngon à. 7 đồng, 8 đồng gì nè. 7 đồng. Hộp bánh này có bộ ngon à. Bánh này giống cái bánh gì nè, quên nè. Bánh bên Việt Nam mình nó nhưng mà nó làm cái kiểu khác. Coi còn nào nữa không? Ôm này đi. Quầy bánh quá trời luôn. Cái này bánh ngọt, bánh cóc. Cái miệng cóc 4 đồng. Đây là khu bánh mì ngọt. Rồi xong. Giờ đi ra quay thịt các bạn. Để coi 7 đồng 19 sen một bịch như vậy. 7 đồng 19 sen. Còn cái này 5 đồng 79 sen một bịch. Đó. Tết bữa nay cũng khá là đông. Cà chua. Cà chua 5 đồng chín đi. Là 6 đồng. 6 đồng thì 12.20 ngàn. Một bịch, một hộp cà chua 120 ngàn. Quick.
biết. Chị Lan rồi. Chị Lan mua quýt không? Chị Lan mua quýt không? Quýt. Bịch quýt chị là 5 đồng mấy nè các bạn? 6 đồng. Wow, bữa nay lên giá quá trời ta. Cái bữa có 4 đồng mà. Quầy này là quầy bánh. Cái này ngon lắm à. Không có hạt hạnh nhân nào. Hi, thank you. Bên đó không sữa luôn, tươi không nhảy ra luôn. Chị lựa cái trái nó đều đều rồi được à. Đây là quầy đông lạnh cơm á. Cơm ta làm sẵn. Không ăn cơm. Chị đổ ra là ăn thôi, hôm nay cô quay ăn. Cái này là những người Mỹ họ khoái ăn. Còn Việt Nam mình họ không thích. Đồ làm sẵn. Phải không? Tôm. Trên đây là chiếc cạnh gà. Gà ở đây, coi như là có 5 đồng rưỡi một hộp. Pizza hả? Rẻ dữ vậy. Chắc chỉ có chi thôi vậy. Chi sauce pepperoni nhỉ. Tôm cắp heo. Tôm này 13 đồng mấy, 14 đồng. Coi như là 260, khoảng 260. 260, 270 gì đó. Bây giờ tiếp tục vào chợ. Cái người bán đây đi đâu mất mẹ nó rồi. Ông cô ở đế. Trời ơi, đỡ không? Cái hộp này 220. Bự bự không mà 39 40 đồng đi. 40 đồng mấy phao? 10 phao. 10 phao. Cái con tôm này đó hả là ăn tôm bún thịt nướng. Bún thịt tôm thịt là nướng hoặc nướng sâu á, xuyên cái nướng thì ra rồi ăn với bún. Xong, bây giờ chúng ta đã mua xong đồ để về chuẩn bị Tết. Những ngày Tết ngắn gọn. Tối quá bà chị mới mua những món đồ ăn.
pizza. Pizza. Gì đấy? Ketchup. Ketchup ăn cái này.